Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình dắt bà ngoại với lại mợ ba đi lên một cái chỗ chụp hình. Nhưng hôm nay thì mình đi tới để mà mình thử đồ trước. Rồi sáng mai thì mình sẽ bắt đầu chụp hình. Từ nhà mình đi lên tiệm chụp hình là khoảng 45 phút nếu như mà không có kẹt xe. Hôm nay thì mình cũng may mắn là buổi chiều mình đi nhưng mà không có bị kẹt xe, cho nên mình hẹn ở tiệm chụp hình này là 5:30. Ở Sài Gòn thì lúc nào cũng đông xe như vậy hết á. Nếu như mà ở bên này thì mình không có cần phải nhường đường á bạn. Mình đi ra đường thì ai giành được đường thì cứ giành đi thôi. Gia đình đi taxi tới Miss Áo Dài để bây giờ là đi vô thử đồ để ngày mai chụp hình. Tiệm chụp hình này thì mình nhìn thấy có 2 lầu, nhưng mà đi thử đồ thì mình sẽ lên thẳng lên trên tới lầu 2. Mình thấy có rất là nhiều áo dài ở đây để mọi người lựa chọn, tất cả các màu đều có và tất cả các size luôn. Có bạn nhân viên sẽ đo vòng eo cho mình và sẽ chỉ cho mình là cái size của mình sẽ nằm ở sào đồ nào để cho mình lựa chọn. Mình có thể lựa bất cứ màu nào mà mình thích. Thì khi mặc vào nếu như chật thì bạn ấy sẽ nới rộng ra, còn nếu như mà rộng thì bạn ấy sẽ bóp eo lại cho mình. Gia đình mình chụp hình ngoại cảnh chứ không có chụp trong studio, cho nên mình phải lên trước một ngày để cho tất cả các bạn nhân viên có thể sửa đồ của mình để cho vừa. Rồi các bạn nhân viên cũng sẽ mang guốc theo cho mình hoặc là giày, mình có thể tự mang cũng được. Nhưng ở đây thì gia đình mình sử dụng là guốc của tiệm chụp hình luôn. Sao một hồi tôi đùi phát hiện mặc được 6 con nó mọc tôi luôn đó. Cái áo này hơi dài. Chị đứng thử anh bút xem chị. Sao đẹp chưa? Đẹp rồi, hết ngấn rồi. Mẹ đi rồi. Mình và mẹ mình đã thử xong rồi, bây giờ là ngồi chờ chị ba thử. Có mấy cái trang sức ở đây luôn nè. MAD là Miss Áo Dài. Đó, dây chuyền luôn. Đẹp quá nè. Mấy cái hình này đẹp quá ha. Ủa đây là album của khách đó hả? Đẹp quá nè. Cái này là của Miss gửi tặng mình. Trong này nó sẽ có cái checklist mình đọc sơ qua, với lại mình mặt nạ mình đắp buổi tối nay để mình có tặng thêm mặt nạ. Tặng mặt nạ để dưỡng da ngày mai. Jelly mask. Áo dài thích mình tệ hả? Giờ mặc cái đó vô chi trời. Giờ ngồi ở đây, gia đình ngồi ở đây chờ tính tiền. Sau đó mình đi về, sáng mai mình sẽ đi tới địa điểm mà người ta đưa. Rồi mình tới đó mình chụp hình. Mình chọn cái concept là chụp áo dài với lại chụp ở cây hoa bằng lăng. Mình thấy là có hoa phượng nữa nhưng mà mình không có lựa. Lần này mình chụp cái hoa bằng lăng trước, hoa bằng lăng màu tím. Ở mình hẹn sáng sớm ở quán cà phê, sau đó họ sẽ make up cho mình. Mình thay đồ rồi mình chụp hình. Sau khi ký tên xác nhận lại những bộ áo dài mà mình sẽ mặc ngày mai thì mình đã xong và mình chuẩn bị mình đi về. Giờ mình book xe Grab mình đi về nhà. Gia đình đang đứng chờ xe tới, chuẩn bị đi về nhà rồi ngày mai mới quay lại, không mới quay lại chỗ này. Mình đi tới cái địa điểm họ hẹn với mình ở cái địa điểm là đường Nơ Trăng Long, quán cà phê, rồi mình mới chụp hình. Buổi tối này thì nó bị kẹt xe, cho nên chiếc xe mà mình book nó tới hơi bị lâu. Mình phải ra ở trước cái hẻm của cái đường này để mà mình chờ xe. Trên đường đi về nhà thì hai đứa nhỏ nó muốn ghé vô quán cà phê Cá Coi chơi thêm một lần nữa, cho nên là nguyên gia đình đi vô trong này chơi luôn. Đá banh mọi người ơi, cái màn hình đá banh ở dưới, các coi ở dưới. Trời, mấy người đang coi đá banh. Ồn ào, náo nhiệt. Các Ngọc
tập là tới ngày uống Pepsi, mình trà sữa của mình có cái ống hút để hút trà sữa. Ở dưới đây là bánh flan, bà ngoại uống trà sen, còn cái này là da ua đá của mợ ba. Bây giờ mình thò cái tay xuống dưới nè, cá nó ăn cái tay mình, nó đớp tay mình nè. Ừ, nó nhột quá trời. Nhột quá à. Trời, nó tưởng nó mình cho nó ăn, nó tới nè các bạn. Thôi, tội nghiệp không? Nó tưởng cho nó ăn, nó tới là nó nó không có răng nhưng mà nó nhột cái tay. Không có thức ăn, cá nó còn chưa buông lại nè. Ở trong quán cà phê này họ bán nước không à. Chị dâu mình đi bộ ra ngoài đối diện đầu đường á, đối diện cái đường họ có bán cơm rồi bán bún, cho nên chỉ mua vô đây để ngồi ăn luôn. Hồi nãy đi về thì chưa có, mình chưa có ăn. Cá Ngọc ăn bún hả? Bún chả cá. À, họ đưa cho mình về luôn. Bà ngoại ăn chay, ngoại không có ăn. Mình ở đây mình ăn thôi. Ngoại uống nước. Giờ ngoại cho Cá Ngọc ăn nè. Chị vô trong này hết rồi, gọi điện thoại kêu cậu ba đi lên. Giờ cậu ba lên nè. Cậu ba ăn ở nhà mất tiêu rồi. Thôi cậu ba ăn phụ mẹ ba đi. Đúng rồi, nhìn cái bụng cậu ba là biết mới ăn no. Đi vô cá coi, mua đồ ăn đem vô đây ngồi ăn luôn. Bà ngoại đang đút cho Cá Ngọc. Ngoại ăn chay rồi, ngoại không chịu ăn. Cậu ba mới vừa lên. Hồi nãy đi lên nó kêu là Cá Ngọc muốn ăn hả? Trong quán cà phê người ta đang có đá banh á, mọi người đang coi đá banh luôn, nguyên cái màn hình bự. Chị nào mà cho cá ăn là cá nó bu lại à, không ai cho cá ăn hết. Mới đi chơi ở trên chỗ mà cho mấy đứa ăn nít chơi, bây giờ xuống cho cá ăn nè. À, bây giờ đi về đó, nó vẫn còn cho cá ăn. Rồi Cá Ngọc kìa, Cá Ngọc coi chừng con té. Cá Ngọc, Cá Ngọc ngồi dậy nè, coi chừng té. Thôi đi về, đi ra chờ taxi ra về. Tiệm cà phê người ta gần đóng cửa luôn rồi mà nó chưa chịu về, nó đòi cho cá ăn hoài. Rồi đi, bây giờ kêu xe taxi đi về. Đi tới đầu hẻm rồi, để cho taxi họ chạy về luôn, tại vì cái đường hẻm này cũng nhỏ á. Nguyên gia đình đi bộ về, gần tới nhà rồi. Mình ra ngoài đầu đường để mà mình chờ xe tới để mình đi các bạn. Bây giờ chuẩn bị đi nè, xe tới rồi, xe màu trắng đây. Mình hẹn ở nơi Trang Long. Bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi, trời nó vẫn còn chưa có nắng á các bạn. Nhưng mà hôm nay á, trời nó cũng không có nắng gắt lắm. Thì họ hẹn mình nó là 7 giờ, nhưng mà mình nói nhà mình ở xa quá, mình nói là 8 giờ mình mới có mặt được. Họ hẹn mình ở quán cà phê ở đường Nơ Trăng Long, quận Bình Thạnh, để mà make up, làm tóc và thay đồ ở quán cà phê luôn. Thì tối hôm qua gia đình mình lên để mà thử đồ á, thì hôm nay họ sẽ ủi đồ cho mình, rồi họ đem quần áo, guốc và những phụ kiện đem tới cho mình để mà mình sử dụng trong ngày hôm nay luôn. Mỗi người là 2 bộ đồ, màu gì cũng được, tùy mình lựa chọn. Thì họ cũng sẽ mang theo chẳng hạn như dù, hoặc là quạt, hoặc là quyển sách gì đó.
Mình đang ở Bùng Binh Trần Não, chuẩn bị quẹo qua đường Trần Não, và mình vẫn còn đang ở trong địa phận của quận 2. Có bún quậy nữa kìa. Đường này là bún quậy giống ở cái gì Phú Quốc đúng không? Trong đây có mấy cái nhà hàng bờ sông được cũng nổi tiếng lắm nha. Ngồi cặp ngồi cái thấy bờ sông Sài Gòn á. Giờ nhà hàng đồng quê rồi, nằm dọc dọc bên này nè. Còn dành cho mấy ông thì có cà phê Bá Chính trên này nổi tiếng luôn. Thì mới show nhiều lắm. Bên đó giờ anh mở như La Cà quán đồ này kia, dây 7 món 9 món gì, bình dây Ninh Bình gì, quá trời bệnh. Nhiều lắm. Có quán gì? Giờ lá gì đó. Giờ có quán chai gì cũng nổi tiếng bên đó. Nhà hàng chai. Nói chung Sara bây giờ nó cũng đang thịnh lắm. Vì nhà hàng chai đẹp quá. Bây giờ cũng nhiều nhà hàng chai. Gia đình mình đã tới quán cà phê rồi, và bây giờ là chị mình ngồi trang điểm. Mình thì xong rồi, trang điểm xong và mình đang làm tóc. Còn chị mình và mẹ mình vẫn còn trang điểm. Ekip chụp hình của Miss Áo Dài rất là dễ thương và nhiệt tình lắm luôn. Mọi người rất là trẻ trung nè, rồi tận tâm với lại tất cả khách hàng và rất là vui vẻ nữa. Make-up xong rồi bây giờ đi chụp hình. Rồi, cảm ơn em. Sau khi trang điểm, làm tóc và thay đồ xong thì bạn nhân viên này bạn chở mình tới địa điểm chụp hình là những cái cây hoa bằng lăng ở ngoài đường á các bạn. Mấy em thợ chụp hình chở mình tới chỗ cái cây này. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị chụp hình. Mấy em đang chuẩn bị. Bạn nhân viên này á, bạn leo lên cái cây để mà bạn hái cho mình một cái nhánh hoa bằng lăng để làm phụ kiện chụp hình. Đây ba. Đúng rồi. Rồi lấy tay phèn tóc nhìn qua mấy em coi. Tươi. Đúng rồi, xinh á. Rồi, giơ tay lên che nắng cái coi. Đúng rồi, nhắm mắt vô luôn, nhắm mắt luôn, ngước cái cằm lên. Đúng rồi, ok. Giấu đó. Giấu. Rồi ok, nhìn đây, chào đây các coi chị. Rồi ok, đẹp á. Rồi good. Ok. Rồi ok. Dắt chị đi em. Hiện trường nó hơi hỗn loạn này. Đúng rồi, đẹp á. Rồi cô quay lại nhìn con gái có nhìn theo tay mình không? Rồi, con gái nhìn mẹ coi. Đúng rồi, đẹp á. Ok chưa? Đúng rồi. Rồi con gái và quay lên nhìn mẹ, cảm ơn mẹ. Trời ơi. Đúng rồi. Ok. Rồi. Hai ba. Rồi. Hai mà hai chị nhìn vô mama nào. À? Ai nhìn à? Rồi, nhìn nhau nói chuyện coi. Cái cô con gái nhìn coi mẹ coi. À đúng rồi, nhìn nhau mà sao nụ cười hơi rối ran vậy, cười tươi lên xíu chứ. Trời ơi, cái hoa của chị Nhân thấp xuống xíu. Đúng rồi, trời ơi, diễn mà người ta thấy đúng diễn luôn á. Rồi mình mới giờ thay đồ ra màu tím khác, mẹ còn đang chụp.
chảy mồ hôi quá trời, trời nắng. Xong rồi hả? Đi chụp hả em? Rồi, nổi cái đầu lên đi. Mình vừa chụp hình xong là trời mưa luôn, mưa lớn. Bây giờ là mấy bạn chụp hình còn bị kẹt ở đây, chiều là cũng còn khách nè. Mà giờ mưa vậy là không biết mấy bạn có chụp được không, hẹn khách rồi. Trời mưa phải núp vô trong cái chỗ này là chỗ gửi hàng của bưu điện. Xe ráp nó đưa về tới đầu đường rồi, sợ xe ráp bị kẹt ở trong này cho nên là ba mẹ con đi bộ vô luôn. Mưa nó ngập. Ở trong khu mình mưa nó bị ngập nè. Nãy trời lên ha là nó xuống sao? Trời lên là nó xuống. Trời lên đó. Ồ. Không ngập lắm. Mưa thì vẫn còn rỉ rả. Mình tạm dừng video hôm nay, mình đi chụp hình tại đây nha. Mình hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau. Wow, các bạn coi trong khu nhà mình nước bị ngập nè các bạn ơi. Cái nhà thì không có bị nhưng mà cái đường đi ở ngoài á bị ngập quá chừng luôn. Cái này giống như là mặc đồ bơi vô đi tắm bơi. Đi bơi. Trời ơi, cắt ngập đi ra ngoài tắm luôn rồi kìa. Trời ơi. Coi kìa. Sướng không? Đó, cái ngọc giống như đang tắm hồ bơi vậy đó. Trời mưa quá bây giờ ngập lên. Mấy đứa nhỏ đi ra ngoài đường chơi luôn. Cát ngọc nè, rồi ra ngoài chơi luôn. Thích quá chừng.